Mình xin chào cả nhà. Hôm nay mình đi lên chợ quê của mình bán bánh ướt, bánh hỏi, thịt nướng. Mình mời cả nhà cùng bán bánh hỏi, thịt nướng với mình cho vui nha. Mình nướng xong rồi, giờ mình lấy ra, chuẩn bị nướng, chuẩn bị bán. Thịt nướng ngon quá. Cái hai bữa cái để em một chiếc không nha. Cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn nha. Mình nhiều mình lên mặt. Quay phim hoài lần nào cũng thấy thành cái đứa mình mấy cái đứa vậy. Nó làm xả rồi nước ha. Nước củ hành chứ không có nước xả. Anh hỏi thì nước tương ha. Có hấp nước mắm nữa. Tôi ăn nước mắm mà bánh hỏi thì ăn nước tương ngon hơn. Nhanh. Cảm ơn Quyên nhiều nha. Cảm ơn nhiều nha. Ở cùng con ai? Không có 10 ngày hết cơ. Rồi. Dạ, cảm ơn nha. Hai số 10 ngàn. Cảm ơn nha. Hệ thống sẽ tạo ra lệnh đọc ảo và cho ra kết quả cuối cùng. Năm mươi giá kết quả này, thấp được không đưa ra kết quả cuối cùng.
có cái dĩa anh không mà dĩa ha. Ừ, ăn rồi rồi em bán cho chị này cái đi nghe mắm. Nhắc dùng nha, nhắc dùng, cảm ơn nha. Bữa nay ông Hồng Ba Ca có mời đám giỗ không? Bữa ta hả? Đâu phải bữa nay, sao có mời? Bữa nay nè, vậy là không có mời chị, nhưng mà có mời bữa nay. Đám giỗ là bữa chính rồi. Bữa nay nữa nè. Ủa, bữa nay sao chị mới kêu có thịnh chị đứng ra? Con nha, 12 bưng đi cho người ta nha. Nước nữa, nước tương. Rồi cũng đi nữa. Tại cái dĩa tả luôn á, cho luôn á. Bỏ. Nhấp chơi hả? Đừng đừng đỡ cái dĩa này thôi. Ừ, để dĩa, để dĩa. Dĩa dĩa một chút chút. Trời thịt ngon mới đi cỡ. Đói là gì đâu mà nhức nổi. Cô mua một con bịch cô. Cái gì vậy? Da này cực kỳ. Ăn hả định? Dạ. Đây đây mình bỏ cho đây mất này. Đưa về tay lấy mua cho vui. Thằng tiếp hả không? Hả? Thằng tiếp hả? Thôi, nước mắm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mua sao mà không dạ. Con cảm ơn thế mãi. Thôi cảm ơn gì mua mà. Cũng cảm ơn á. Cũng cảm ơn. Ừ. Chị Hai mua một con đi. Mua một con cái gì? Mua một bịch đi. Để cho hôm nay đem ra bán đổ. Giúp đổ 3 lần kiếm coi, 3 đô 1 năm. Giúp nam giúp nữ đồng giá 3 lần kiếm. Mua mẹ một bịch đi chứ. Con bịch bánh nước bánh hỏi đây vậy? Con con bịch đây, ủng hộ con bịch đây. Có cái mà ngon lắm. Con ngon chị. Giúp đổ 3 lần kiếm coi, 3 đô 1 năm. Giúp nam giúp nữ đồng giá 3 lần kiếm. Hai bịch nha. Đổ 3 lần kiếm coi, 3 đô 1 năm. Mua dùm chị một bịch đi qua. Mua ngay chứ. Chị bịch bánh hay cô? Hỏi bánh nước. Bịch đi. Hai bịch nha. Ôi bịch ha. Nè, đừng ngược. Ủa hỏi gì hai bịch đi. Cảm ơn nha. Khi nào bán ủng hộ dùm nha. Cảm ơn nha chị. Mình nha, mua đồ của ta. Cô đồng, nay có cô đồng. Này làm ngon lắm. Chị cảm ơn cô. Cô chị Lệ chủ tịch phụ nữ mình mua vậy các bạn chi hội phụ nữ bánh 10.000 Cảm ơn nha. Cảm ơn nha.
mình lên chợ bán có mấy cái người ta bán có cái lo cho nên hơi ồn, chợ mình ồn dữ lắm, lúc nào mình bán cũng ồn tưng. Mình mong các anh chị và các bạn cũng thông cảm cho mình nha, mình bán cũng gần hết rồi, mình bán bánh nước bánh hỏi hết trơn rồi, cái mình mua thêm bún thảy rồi bán mấy bịch bún nữa, hiện giờ còn hai bịch cuối cùng, hôm nay mình với chị hai bán không có ăn, bữa nay mình đem về mình với chị hai ăn. Mình cũng xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã bỏ thời gian ra xem clip của mình. Mình xin chúc cho các anh chị và các bạn có những giây phút xem clip thật là vui vẻ. Nếu như các anh chị thấy thích thì hay nhớ like và ủng hộ cho kênh Mẹ Bán Miền Tây. Và bây giờ mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. À, cho lúc này đem qua bán sổ, giúp sổ 35. Mời cả nhà ăn bún thịt nướng. Sáng đó mình đi thì mình làm một dĩa bánh hỏi để lại cho mẹ mình ăn. Thì mẹ mình ăn xong rồi giờ mình đem về ăn bún thêm. Mẹ nói no quá, ăn không nổi nữa. Chúng ta ăn thêm ta. Ăn xong bánh hỏi giờ bún. Giờ bún, sáng bánh hỏi giờ bún. Cá. Bánh hỏi hả? Ai chị hai? Bán không chứ không phải ăn. Giờ mời bán không đủ bán. Giờ mời mình bán gì? Mời con chưa bán hai bữa nữa mới bán nữa. Nay ra đèn bữa rồi ạ. Đâu có. Có bán bữa hôm kia. Có quên rồi hả? Mình bán được ba mươi mấy dĩa chị hai. Ba mấy dĩa quên rồi chị hai. Mà còn ta còn phải mua nữa mà mình không đủ bán. Nay bán được mấy chục? Bán được ba mươi ba mấy dĩa chưa ba điểm rồi đó, ba mấy chị hai, 36 dĩa ngày nay hồi sáng giờ hả? Dạ không được quá ha. Dĩa bịch luôn á. Vậy sao không mời không bán luôn? Mời con mất một chuyện này để qua một chuyện để con mới bán nữa ăn chị hai. Bữa nào không bán mà bán món khác. Dạ chị muốn bán món khác không phải bán món mà bán hoài. Dạ không muốn mời muốn mấy con bán món khác. Hôm bữa thì hôm 14 thì bán cháo chay, nay bán mì cũng bánh hỏi nước nướng. Bữa má ăn cháo chay ngon không? Bữa ăn cháo chay ngon không? Được. Để con ơi, món bán gì đây? Bán phải đổi món chứ đâu phải món. Dạ. Món đó bán dạ. Bán đổi món. Bán theo chỗ má hồi lần bán á. Hồi lần má bán phải nói nhớ. Hồi lần mà bán gì rồi nói à? Má, lần nó bán gì má nói à? Chắc không nhớ quá à. Nhớ gì? Nhớ không? Không, gần chết rồi đó, nhớ. Bánh à, bánh bò. Bánh bò nó là không? Bánh bò với da lợn. Bánh mặn. Bánh mặn. Bánh ớt. Bánh bèo. Kêu lắm à. Giờ quên rồi. Giờ quên rồi. Thấy không? Giờ thứ ba làm bánh ba nhớ không? Hả? Giờ còn làm bánh bò, bánh da lợn nhớ làm không? Làm chứ, làm được chứ. Nhớ hả? Ừ. Nhớ không? Cho con ăn coi. Làm bánh bò, bánh cháo lợn, đâu được. Được nha, cho con ăn coi. Bữa nào mẫu bãi lên dạy hai con làm nha. Không biết chứ. Tiếng bà, không nói bà thịt đi, con bún cho. Ăn đi sớm, ăn hết đi. Bán mau quá trời ha. Bán ăn con bán ớt. Con ớt chứ là không có nhiều. Dạ mời ông mua bán. Dạ. Không? Mốt bán. Mốt bán. Mốt mà mốt kìa vậy.